Đoàn bắt đầu đang di chuyển này, từ cầu gỗ ra. Anh em tôi bắt đầu xuất phát rồi. Một bậc thang, chúng tôi từ nhé. Hạn chế đạp chân xuống dưới. Đây đoàn bắt đầu đến điểm Lạng Sơn Hô đây. Đấy, đi cầu thang xuống. Ôi, bắt một đống củ kỳ kìa. Là bún bắt được đống củ kỳ rồi. Đang nằm sát hồ sông. Bây giờ mọi người đang di chuyển lên tàu để chuẩn bị đi trải nghiệm tiếp câu. Đưa khách đi phải xuống cùng khách, bắt khách ở đây chơi mình à? Tôi ba anh em kia đi sang đây đi ghép luôn. Bình đang buộc lưỡi câu để chuẩn bị sang điểm câu. Đây này anh ạ, bên này này. Vâng, đúng rồi. Hòn nhỏ đấy sang là hòn chép. Hòn chép à? Vâng. Đấy mình vâng, đâu mình đi hòn chép trước xong mình chờ nước để mình vào đấy tham quan xong rồi mình câu. Mình câu gần đấy. Đi câu trước. Đấy xong rồi mình chờ nước lo lên thì bắt đầu mình vào hòn chép. Em qua nằm mơ ấy hả? Em mơ nó thấy đây là hòn chép này. Đấy, đoàn sẽ di chuyển sang đấy chờ nước để vào tham quan hòn chép, nhưng mà trước khi vào tham quan là chúng tôi sẽ câu con cá. Đấy, còn bên đây là cô tô con này. Đấy là điểm đây, cô tô con sẽ là điểm ăn trưa. Đây hướng dẫn anh em một lưỡi đây, chậm thôi cho anh em nhìn. Sai rồi. Chết cháu. Đây như đây là đoàn đã bắt đầu chuẩn bị buông neo để đến điểm câu. Thank you.
Đây là thành quả đi câu của cả đoàn hôm nay đây. Đấy, còn đằng sau nữa. Còn đằng sau nữa nhá. Đấy, đấy. Mình cầm con cá róc to lên xem nào. Đây, cá bống này. Đấy, cá chười ngon. Tí nữa lên là sẽ lướng. Đấy. Rồi. Đấy, thế là đoàn nó bắt đầu di chuyển. Con này 30 kg. Đấy, vừa bước xuống là tôi đã bắt được một con này là con gì nhỉ? Con úi rồi ui à? Ôi, con này con cua này. Mình bú này con úi rồi ui này. Chào cả nhà nhá. Hiện tại là mình sẽ đang đưa khách là sang bãi đông Cô Tô Con. Nướng cá, chương trình của mình là sẽ tắm biển, nướng cá và đi bắt ốc. Đấy. Rồi mình chương trình mình sẽ đi cá chép và về bãi Nam ăn sau. Mình đi lên kia xem anh Minh đang làm gì các bạn ạ. Đấy. Anh Minh đang chặt củi chất bếp để anh em xiên cá nướng. Anh em chờ xem nhé. Đây là anh Minh. Anh Minh đang xiên cá róc. Đấy. Mình thì vừa chất xong. Bẩn ăn thỉu chẳng ăn chỉ ngon thùn thụt. Ốc đá. Ôi ốc đá. Đâu xem đó. Kia ngồi kia, kia. Ốc đá nhưng nó hơi bé hè. Cái này thì nó lấy cái bàn người nào đi quán bắt phải không? Cái này là một đĩa tí mấy chị em là ngồi phần chị em nhá. Đấy là mỗi người mà cầm kính lặng là đi ra đấy là mỗi người bắt một nắm là đây cá nướng này. Đó cả nhà. Nhà đây là món cá róc nướng. Cái cho cháu xin cái này. Ngon nhỉ, các ông nhỉ? Vâng. Ngon không anh ơi, ngon không? Thằng xóm ngon không? Ngon 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 em. Ăn hết, ai hết cả vẻ không ạ? Ngon bóng. Ngon, bình rơi mù tạt, mình đã quen. Câu cá không có xương đâu ấy. Có đây, xương ngay gì? Xương mỗi ở giữa thôi. Ừ, nó ngon, nó xương ngay, xương ngay, không có xương thịt. Nó không có xương thịt đâu. Vâng, xương thịt. Ở nhà bao nhiêu cái ngon không ăn. Mày ra đường, ra rừng mẹ mày nướng cá ăn. Nhìn này, giống thổ dân không? Hả? Đây ngồi ra đây. Chú đang ngồi đi rồi, chú đi ra sau này. Mọi người đói ra mà ăn nhanh thế nhỉ? Hơi thiếu cá hay đi câu tiếp đi. Không. Mỗi người chỉ được một con thôi. Em chả ăn con nào đâu. Ui dồi ôi. Đấy, một con em, một con này này em. Đâu, thật thà đấy. Sao hôm nay nó lại lắm bống hả? Mình chưa ăn con bống nào đâu, đây toàn cá khác không á? Một loại. Bống tí về chiên để cuốn với lại.
đấy công sức của mọi người đấy ạ. Các bạn ăn là gì? Ăn thịt gà. Đây đây của cháu đây. Nó lười bóc. Gan thế nào hay đấy? Còn ngon đấy. Nè gan ngon. Gan ngon nhất mà. Đây ngon từ thịt, ngon từ xương. Bây giờ ngồi nhặt này. Đấy, Đoàn ăn câu được ít cá quá bây giờ ngồi nhặt kìa. Trời. Đấy. Giá xong rồi lại sướng nha. Đấy, bây giờ ngồi bây giờ cá ăn hết rồi. Phí bây giờ bắt đầu. Đầu cái này nó lọc lại, đi. Đâu đâu. Em nói chị đầu lọc phát mút phát ngọt cực lắm. Cá đây nhá, ăn sạch nhưng mà. Được ăn cái sạch là được mà. Cái mắt cá. Thằng đấy, thằng bánh thằng ấy. Đấy, mắt trắng. Mắt cá là ngon nhất trong con cá đấy. Béo. Ôi giời ơi, bụi trắng ơi. Ôi giời ơi, ông kia. Ông ra ngồi đúng vị trí của ông đi. Đoàn di chuyển rời bãi Đông để sang bãi Lam ăn cơm. Đấy, mọi người đang lên thuyền. Và mình cũng là người cuối cùng để đi lên thuyền quay cảnh một lần nữa tất cả cảnh ở bãi Đông cho mọi người xem. Đấy. Xin chào mọi người nha. Hành trình của chúng tôi là từ bên bãi Đông về bên bãi Lam đây, cơm con này. Và đoàn đã chuẩn bị di chuyển xuống ăn cơm trưa nghỉ ngơi ở đây, và sau đó sẽ tiếp tục hành trình.
Vẫn đeo lái không đại ca? Đeo lái không? Vẫn chưa? Chưa. À, chưa đây là phòng trà anh em ạ. Cũng khá rộng rãi. Âm thanh ánh sáng. Ngồi trên đây mà nhìn ra biển thì rất chill. Cơm trưa của cả đoàn này, thịt này, trứng rán này, cá này, mực này, phải bung lên nào, nhiều món quá, đây, đây nhá, khách đang chơi chèo kayak mà. Vậy là đoàn của chúng tôi đã rời Cô Tô Con trong những nỗi niềm thương nhớ. Đấy. Và đoàn bắt đầu di chuyển tiếp tục cuộc hành trình trải nghiệm của buổi chiều hôm nay. Sợ mình muốn hôm nay được đi chơi nhá. Em để mô bắt nhỉ. Đáng ra là canh ở ngoài kia kìa. Là canh nước đấy, để vào chép. Bây giờ là trên Đồng Đông rồi này. Đấy, xong rồi bây giờ này đang ở Bãi Đông. Bãi Đông rồi này. Thì dính được hai bãi đẹp luôn. Thank you.
Đôi khi nỡ hẹn một lần, lần sau muốn gặp lại chờ trăm năm. Vậy là chúng tôi bắt đầu rời Hòn Chép để kết thúc chuyến đi và về cảng Bắc Vàm. Đấy. Như vậy đoàn đã kết thúc chuyến đi. Cảm ơn bác lái đò. Cảm ơn tất cả mọi người đã có một chuyến đi. Vâng, vậy là đoàn đã kết thúc chuyến đi.